Đây là chiếc nắp bồn cầu CWH18VN. Thực ra anh thấy cái này nó là phù hợp nhất với cả các hộ gia đình hay là các công ty rồi. Kiểu công ty mình anh em cũng như kiểu một hộ gia đình thôi. Thì lựa chọn cái này giá thành cũng phải chăng. Và quan trọng là tính năng. Sáng nay em đến muộn là vì sao? Vì hết giấy đúng không? Thì đây, nó hoàn toàn để thay thế những cái thủ tục rườm rà mỗi khi mà em xong đúng không? Thì sẽ bao gồm một cái bồn cầu này thì ở đâu cũng có rồi. Nhưng mà quan trọng là cái nắp thông minh này. Thì đây là một nắp thông minh đến từ Inox mà anh vừa mới nói tên của em đúng không? Thì đây là một cái bồn nắp bồn cầu, nó chạy bằng điện. Nghĩa là chúng ta phải cắm điện vào nó mới chạy được. Đấy là điều tất nhiên đúng không? Nhưng mà đây là cái bộ quốc tế rồi, nghĩa là không cần bất cứ một cái đầu chuyển nào khác. Điện vẫn là điện 220V. Thế cái quan trọng ở đây là gì? Đấy chính là cái cơ chế mà em có thể vệ sinh được mà không cần dùng đến các phương pháp khác. Đây nhá, anh demo cho em xem này. Coi như là em đang ngồi đấy nhá. Nếu mà em bấm bình thường. Em ngồi thật chứ? Thôi thôi, tao xin mày đấy. Nếu bình thường ở nhà mà sợ trẻ con mà nó nghịch ấy thì yên tâm là phải có ngồi lên thì cái cảm biến này nó mới nhận ra là có người ngồi lên được và nó mới bắt đầu hoạt động. Thì đây, bấm nút này là có một cái vòi chuyển động tĩnh tiến. Đấy, được chưa? Hay nhở? Uy tín không? Em rửa mặt bằng cái này không? Thế sao rửa mặt bằng cái này? Đây là bồn cầu mà. Không, cái này chắc cho anh Vinh. Bởi vì là anh rửa mặt bằng tăm mà. Mày còn nhớ cái này giống cái tăm nước không? Thì đây là cái vòi rửa đại tiện với hai đầu rửa, hai vòi. Đó, nhưng mà đặc biệt là dành cho các chị em nữ như Quỳnh ấy. Thì còn có một cái khác, đấy chính là đầu rửa dành cho nữ. Đấy, thì cứ coi như là anh đang ngồi nhá. Anh có thể bấm vào cái phần đầu rửa dành cho nữ này. Thế là cái vòi chuyển động tĩnh tiến này nó cũng sẽ chui ra. Đấy, nhưng mà thấy khác biệt không? Cái cơ chế nước là nó khác nhau. Của nam mạnh hơn nhỉ? Sao lại của nam? Cái này là dành cho... Rồi, thì nó sẽ giúp cho em có một cái cảm giác nó dễ chịu hơn. Nó đỡ bị kiểu sốc ấy. Thế cái quan trọng ở đây là khi mà em ngồi lên đây này, em kích hoạt nó, mà em ngồi dậy thì cái cảm biến này nó sẽ dừng theo luôn. Thì sẽ tránh được cái việc là nó bị bắn ra ngoài. Chính xác. Nhưng mà em... Nhưng mà sao? Người chơi hệ ấm cúng, dùng giấy cho nó đỡ lạnh. Người chơi hệ ấm á? Mùa đông mà. Quên. Này, em có nhớ ngày xưa ở trên mạng hay có cái kiểu là có một cái bông bông xong là lắp vào bệ xí không? Em có. Anh ngày xưa anh nghĩ là kiểu không biết mà dính các thứ vào thì vệ sinh kiểu gì. Nhưng mà yên tâm. Bởi vì là người ta sợ lạnh đúng không? Nên là ở đây sẽ có thêm một cái cơ chế nữa. Các rơ le nhiệt sẽ hoạt động để giúp cho em có một cái bờ mông nó ấm nhất có thể. Đấy, mà không chỉ bờ mông của em ấm đâu. Em tưởng tượng xem mùa đông nhá, mà em xịt nước lạnh vào em thì nó sun hết lại, làm sao mà em đi vệ sinh được. Có cái cơ chế này rất là hay nhá. Đấy là em có thể thấy một cái đèn báo hiệu đây. Với 3 nấc. Ở đây có một nút là seat temp, có nghĩa là cái nhiệt độ của cái bệ của chúng ta ngồi. Là em có thể thay đổi được cái nhiệt độ đấy để sao cho nó ấm cúng nhất vừa với cái bờ mông của em. Đúng không? Thứ hai là có water temp, có nghĩa là cái nhiệt độ của nước. Nhiệt độ theo anh tìm hiểu ấy thì nó sẽ loanh quanh là khoảng 25 độ cho cái nấc 1, 37 độ cho nấc 2, có nghĩa là cái nhiệt độ cơ thể của em ấy. Và cái nhiệt độ thứ ba là 40 độ, thì cái nhiệt độ này khá là nóng. Khi mà em lau rửa xong thì em sẽ có một cái suy nghĩ trong đầu là lỡ quần mình bị ướt thì sao đúng không? Em nhớ cái lần mà em đi vệ sinh xong vào ướt hết cả quần. Đấy là anh mà em đâu. Không phải anh, đấy là anh lau tay vào quần thôi. Thì là anh vẫn ướt còn gì đúng không? Thì đấy, nó không liên quan. Nhưng mà ở đây có thêm những cái cơ chế để giúp cho em có thể sấy. Thế sấy thì sấy như nào? Sấy á? Đây, em thấy không? Cả một cái bộ điều khiển này nó có rất nhiều nút. Và đặc biệt là nó có chế độ sấy luôn. Thì khi mà em sấy vào thì nó cũng sẽ có một cái cơ chế là chuyển động tĩnh tiến đi ra với các cái ống thổi và hút. Cái hút thì anh sẽ nói sau nhá. Nhưng cái ống thổi này nó sẽ có một cái luồng khí nó phả vào, coi như là em chưa từng đi vệ sinh. Và tất nhiên là có nhiều những cái nấc khác nhau. Nấc thấp nhất này, nấc trung bình này, và cái nấc tốc độ gió cao nhất để phù hợp với cả cái nhu cầu của em. Đấy, thì anh nghĩ thấy cũng hay nhỉ. Mà thôi cứ... em thấy ổn không? Sao? Em nói thật là... Em có phải giống như nhà anh đâu, em chưa bao giờ thấy cái bồn cầu nó xịn thế này cả. Cô đừng có văn nữa. Cái vấn đề của em ở đây là văn phòng mình toàn con trai. Thì sao? Xong rồi các anh ý đi, xong rồi các anh cứ vung bếp lên, xong rồi em toàn là người vào dọn cho các anh chứ ai. Thì anh có một biện pháp khác. Nó xịn như này, xong làm thế, nó em xót. Xót cái
nắp bồn cầu đấy hả? Em ngồi em phải sót. Làm sao mà sót được? Em làm cho công ty truyền thông về công nghệ, em phải hiểu là bây giờ ấy, những cái tiến bộ về mặt bồn cầu là nó đã đi lên một tầm cao mới rồi. Có nghĩa là nếu mà em sử dụng cái này nhá, nó sẽ giúp cho em gọi là tự động bảo vệ nó trước cái vi khuẩn luôn. Em nhìn thấy cái chữ này không? SIAA. Đây là một cái chuẩn bảo vệ nó khỏi vi khuẩn. À, có nghĩa là nó sẽ được tích hợp những cái ion Ag cộng. Và những cái ion Ag cộng này nó sẽ ức chế và nó sẽ ngăn ngừa được những cái sự phát triển của vi khuẩn. Và thậm chí nhá, khi mà em ngồi đây mà bị bẩn nhá, em chỉ cần đơn giản là lau đi là coi như vi khuẩn là nó cũng đi rồi. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Có nghĩa là không phải lo về việc là anh em ở bẩn hay là vệ sinh thiếu sạch sẽ hay như nào cả. Đấy, nhưng mà quan trọng một điều là khi mà em lau rửa thì có cần phải lo nghĩ gì không? Thì tất nhiên là không rồi, bởi vì là cái này nó hoàn toàn là bằng nhựa. Thì mình có thể lau thoải mái, không lo gì sét, không lo vấn đề gì cả. Và đặc biệt nhá, cái phần này, cái phần bảng điều khiển này em cũng có thể lau được luôn. Mà có thể lau nước nhẹ nhẹ bởi vì nó có chuẩn kháng nước IP6X. Nên là nói chung là những cái thứ vệ sinh này cũng thoải mái thôi, yên tâm. Anh nghĩ là cái này cũng ổn. Cho anh em văn phòng mình trải nghiệm thì cũng ok. À không, dùng hẳn chứ. Em là người dùng nhiều nhất mà. Ừ, đúng rồi, mày phụ nữ mà. Thế giá cả như nào anh? Có thì... 150 triệu như cái anh chỉ nãy không đấy? Thì đây, ai nói chung là anh chưa đến cái mức mà anh mua một cái bồn vệ sinh mà nó bằng con xe máy của anh cả. Thì anh đã nghĩa trước rồi, hôm qua anh lên đây anh hỏi. Thì cái bộ này nó có mức giá là khoảng hơn 10 triệu. Khoảng hơn 11 triệu thôi. Nhưng mà hiện tại Inox Việt Nam đang có những cái chương trình rất là hay. Với tùy những cái mã sản phẩm, đặc biệt là cái mã CWH18VN này, thì sẽ được giảm đến 25% cho cả cái bộ này. Có nghĩa là anh em mình hoàn toàn có thể mua được nó với mức giá thậm chí là dưới 10 triệu cơ. Thì anh nghĩ là cũng ổn. À chết rồi, tự nhiên anh có điện thoại. Này, em bảo này từ từ. Hả? Anh đừng làm với vợ nữa. Anh làm gì? Là anh hợp làm... Anh làm sale tiếp thị hả? Đúng rồi. À. À, không thôi, nhưng mà... Thế đi nào, anh ra lấy tiền đi. À, nhưng mà anh có điện thoại. Ok kìa. Ờ, anh đi nhá, có gì tính sau nhá. Đưa tiền đây!